các vị tu tiên giả hẳn là đều biết. Tại khi trở thành đại lão trước đó, thủy ngân trụ phát dục mới là đạo lý quyết định, mà anh chỉ là một kẻ phàm nhân lại khắp nơi tìm đường chớt. Chỉ vì anh thức tỉnh vĩnh thế bất diệt hệ thống, bị đánh chớt liền có thể thu hoạch được năng lực đánh bại đối phương, bị ác bá nữ đánh giết thu hoạch được cha hắn thực lực, thành công phản sát, bị thế giới chi tinh mảnh vỡ đánh chớt, thu hoạch được thu phục mảnh vỡ năng lực, trở thành cha nó. Giờ phút này anh đang đối mặt 18 tên trưởng lão, thực lực hồn cảnh vây công, tuyệt không hoảng, thậm chí còn có chút muốn cười. Ngươi có phải phi tiên môn tân nhiệm trưởng môn? Đối diện trưởng lão mặt âm trầm xác nhận một lần. Không tệ, hôm qua ta mới đảm nhiệm. Mấy tên trưởng lão này dúng thật là mắt mù nha, thế mà coi anh như cá chui đầu vào lưới, nói anh là tên trưởng môn đần độn. Nói xong liền hướng anh đánh tới. Anh cũng rất thẳng thắn nhận chớt, bởi vì anh chớt quá nhanh. Đối diện 18 tên hồn cảnh trưởng lão đều mơ hồ. Đây cũng quá đơn giản đi, tiểu tử này không phải nói mạnh mồm lắm sao? Còn tưởng rằng hắn có chút ẩn tàng thủ đoạn đâu. Kết quả là chỉ đến đây mà thôi, xem ra chỉ là cái kẻ ngu mà thôi. Thật sự là lãng phí thời gian chúng ta. Nơi xa trên sườn núi đám người cũng tất cả đều há to miệng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Thật đúng là chớt nha. Ôm trong ngực A Hoàng, Kỷ Lăng Hàn kém chút hôn mê bất tỉnh. Cô không dám tin vào hai mắt của mình. Tiền bối không phải hẳn là rất lợi hại sao? Không phải chí ít là thiên mệnh cảnh sao? Lúc này A lại trở thành linh hồn, lại rất bình tĩnh nghe hệ thống âm thanh. Túc chủ bị rớt. Hệ thống ngay tại phân tích địch nhân thực lực. Vì túc chủ an bài phục sinh phương án, xét thấy địch quân thực lực cao hơn túc chủ nhiều lần, hệ thống giúp là túc chủ chuẩn bị một đạo trọng huyền thiên lôi kiếp. Lôi kiếp vừa ra, thiên mệnh phía dưới tiến giai hóa thành cho bụi. Cái này huyền thiên kết lôi là đạo lôi kiếp khi đột phá, đến nhập thánh lúc mới có thể gặp phải. Trước mắt đám người này tối cao cũng không quá đáng. Hồn cảnh thất trọng trùng huyền tiếp kết lôi, đối bọn hắn mà nói đó chính là thiên tai. Túc chủ phục sinh, anh vừa tỉnh dậy liền bay đến trên trời. Mặc dù lôi kiếp cũng không cần anh vận công, mình liền sẽ phát động, nhưng khó được trang bức cơ hội có thể nào bỏ lỡ. Lại nói cần thu phục phi tiên môn những đệ tử kia trung thành, liền cần triển lộ ra đủ để rung động lòng người thực lực. Chỉ có dạng này, bọn chúng mới có thể khăng khăng một mực nhận chính coi mình là trưởng môn. Mà trên quảng trường kia bốn phái môn người, nguyên bản đều dự định rời đi. Nhìn thấy anh thế mà nhảy nhót tưng bừng bay trở về bầu trời, kém chút hoài nghi mình gặp quỷ. Ngươi làm sao còn chưa có chớt? Giả thần giả quỷ, không chớt liền lại giết một lần. Liền tại bọn hắn dự định xuất thủ lần nữa thời điểm, không trung đỉnh đầu phía trên anh bị từng tầng hỏa hồng điện quang chỗ chiếu rọi, cả người đều vì vậy mà nhiễm lên một tầng quang mang. Liếc mắt nhìn qua, động tĩnh này tựa như là anh một loại nào đó công pháp. Nhìn anh sử dụng thiên lôi thuật lớn, tay phải anh giơ cao trường kiếm chậm rãi vung lên, làm bộ cái này lôi kiếp là thần thông của mình. Phía dưới đám người không có chút nào hoảng, phổ thông lôi hệ pháp công căn bản không mang theo sợ hãi. Nhưng mà sau một khắc bọn hắn liền rốt cuộc không ra được tiếng, nương theo lấy trường kiếm chỉ xuống, trên trăm đạo hỏa hồng điện quang hướng chúng đánh tới, tựa như là như mọc ra mắt. Mỗi một đạo điện quang đều tinh chuẩn mệnh bên một trong bốn người môn phái, vô luận là tại quảng trường, vẫn là tại chính điện, lại hoặc là tại cái khác địa phương. Huyền thiên lôi kiếp bao nhanh a, đám người này liền lên tiếng cùng ngăn cản cũng không kịp. Lôi kiếp cùng bình thường lôi điện căn bản cũng đẳng cấp, trực chỉ tân trang khí hải cùng thi hải, uy lực lớn đâu chỉ ngàn vạn lần. Vẻn vẹn một cái sát na về sau, trên quảng trường liền xuất hiện gần trăm cái hố bốc khói nghi ngút. Về phần vừa mới còn thanh thế to lớn, thực lực chiếm nghiền ép ưu thế thành viên, đã toàn bộ hóa thành cho bụi, không còn sót lại một chút cặn. Mở kiếp hệ thống này cũng quá ra sức, chính anh đều bị giật nảy mình. Anh chưa thấy qua lôi kiếp uy lực như này, chỉ biết là phục sinh về sau nhất định có thể thắng, nhưng quả thực không nghĩ tới thắng được nhẹ nhàng như vậy. Một chút liền toàn diệt, một cái cũng không lưu lại. Nơi xa đứng ngoài quan sát La Viện Binh bọn người mắt nhìn ngốc chó. Phản ứng đầu tiên vậy mà không phải vui sướng, mà là bị sợ choáng váng. Đây chính là 18 tên hồn cảnh A. Lúc trước tiến đánh phi tiên môn, cũng liền chỉ có hơn 30 tên trưởng lão mà thôi. Vẻn vẹn một kích liền diệt sạch. Đây là thực lực cỡ nào A? Phất tay bầy địch hủy diệt. Kia là cỡ nào uy phong A? Trong lúc nhất thời, chúng đệ tử không hẹn mà cùng lộ ra sùng bái thần sắc. Liền hôm nay cái này một bài, đặt vững anh tại đám đệ tử này trong suy nghĩ, không thể dao động cao thượng địa vị. Trưởng môn, Kỷ Lăng Hàn cái thứ nhất bay ra ngoài. Cô là đối anh là người có lòng tin nhất, ngược lại là có thể nhất tiếp nhận. Dù sao trưởng môn lợi hại châu bò liền xong việc, rốt cuộc mạnh cỡ nào cô cũng không quản được nhiều như vậy. Đám người nhao nhao bay xuống chính điện quảng trường,
trưởng môn, cái này ngài là như thế nào làm được? Đúng vậy a, trưởng môn ngài thực lực này quả thực kinh thiên động địa a. La Viễn cùng Ứng Tuyết Nhi bọn người không tự chủ liền sửa lại xưng hô. Giờ khắc này trong bọn họ tâm chỗ sâu chính là công nhận anh người này trưởng môn. Anh chỉ là chứng chứng khoát tay áo, một bộ bản trưởng môn thực lực viễn siêu các ngươi tưởng tượng, một lần nữa đoạt lại sơn môn chúng ta. Đám người lại là kích động lại là thương cảm. Anh lại lập tức tuyên bố, bây giờ chúng anh đã đoạt lại môn phái cơ nghiệp, nên cân nhắc một bước, ta quyết định lập tức tiến công, cùng Cát Nguyệt Tông nợ máu trả máu. Cái này ngắn ngủi mấy câu nói bên trong đệ tử nhiệt huyết sôi trào, đầy mắt đều là chiến dịch. Nếu như là những người khác tuyên bố, bọn hắn nhất định sẽ cảm thấy không biết tự lượng sức mình. Mới vừa trở lại, cũng còn không có ổn định lại, tứ phái căn cơ vững chắc, lần này chớt chỉ là một phần nhỏ, rất nhanh liền sẽ ngóc đầu trở lại. Lúc này chủ động xuất kích không khỏi quá bất cẩn, nhưng anh vừa mới triển lộ thực lực quá mạnh, cho đám người cực lớn lực lượng, lập tức rớt tới báo thủ tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên. Trưởng môn dự định lúc nào ra tay, phát đám người ma quyền sát trưởng, mài đao xoèn xoẹt, hiện tại liền đi, nhưng các ngươi lưu tại nơi này liền có thể. Anh xem một vòng đám người, Cát Nguyệt Tông nhân số đông đảo, mọi người cùng nhau rớt qua, ta cũng không nhất định có thể bảo vệ được mỗi người chu toàn, huống chi chúng anh phi tiên môn sơn môn vừa mới đoạt lại, không khỏi bị một chút nho nhỏ chế bị tiến đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cũng cần các ngươi thủ vệ. Anh thốt ra lời này, đám người liên tục gật đầu. Cũng không phải sao, trưởng môn mình là siêu cường, nhưng bọn hắn quá yếu, đến lúc đó nếu là có cái lọt lưới phân hồn cảnh, trưởng lão đều có thể đoàn diệt bọn hắn, theo tới ngược lại sẽ để trưởng môn phân tâm chiếu cố đâu. Thế là đám người một mực đem anh đưa đến sơn môn khẩu, nhất là Kỳ Lăng Hàn càng là nắm lấy tay không muốn thả. Ở chung mới một ngày, cô đối với Giang Thành đã có ỷ lại chi tâm, cái này đột nhiên tách ra lại có chút không thích ứng. Trưởng môn ngài nhất định phải bảo trọng, anh nghĩ đến anh có hệ thống hộ thân, vững như lão cẩu muội tử ngươi quá lo lắng, lúc ta không có ở đây giúp ta xem trọng nhà, chiêu cố tốt nữ nhi. Chỉ chốc lát anh liền nghênh ngang đi tới Cát Nguyệt Tông trước sơn môn phương, các ngươi là người phương nào? Tông môn trọng địa xưng tên ra, thủ vệ bốn tên đệ tử tiến lên trước một bước, đem anh ngăn lại. Lão tử là phi tiên môn trưởng môn, còn không mau gọi trưởng môn các ngươi cút ra đây. Quế Danh đối diện kia bốn tên đệ tử sợ hãi cả kinh, phi tiên môn trưởng môn không phải bị giết sao? Tại sao lại xuất hiện một cái khác? Bất quá ngay sau đó, bọn hắn liền bị câu nói của anh chọc giận, liền ngươi là còn trưởng môn, vây quanh đừng để hắn chạy đi. Đưa tin, bốn người mới vừa vặn đem tin tức truyền vào đi, anh liền rút kiếm ra. Trước khi chết còn như thế rông dài, y nguyên vẫn là kia Hồ Nguyệt kiếm thuật. Cái này bốn tên đệ tử bị đánh ra đến trông giữ sơn môn, liền bên trong cũng không tính là đệ tử, thực lực có thể mạnh bao nhiêu, chẳng qua là dẫn khí cảnh mà thôi, đương nhiên ngăn không được anh. Kiếm ảnh chợt lóe lên, bốn người cái cổ liền phun máu ngã xuống, sạch sẽ gọn lẹ. Anh cứ như vậy không che giấu chút nào, cũng không chút nào né tránh rớt vào, bởi vì quá mức đột nhiên, Cát Nguyệt Tông căn bản không có bất kỳ cái gì phòng bị. Một ngày trước mới vừa vặn đắc thắng mà về, ai có thể nghĩ tới hôm nay liền bị tiến đánh. Ven đường cũng liền một chút tối cao bất quá tụ nguyên cảnh đệ tử, một chiêu liền miểu sát. Lúc này bên ngoài những cái kia vũ trang đều như vỡ tổ. Điên rồi điên rồi, người này không muốn sống nữa đi, mặc kệ hắn muốn sống hay không. Bù Cát Nguyệt Tông lần này tổn thất thật đúng là không được, chết không ít người. Sự tình làm lớn chuyện, áo vải cao gầy. Hồng Văn nhanh chóng mang theo một đám trưởng lão hỏa tốc bay tới. Ngươi là ai? Lão tử là phi tiên môn trưởng môn. Trưởng môn Cát Nguyệt một chỗ nhìn anh, ánh mắt như đóng chặt trên người anh. Chính là ngươi giết chết bảy trưởng lão tông ta, không sai chính là ta. Anh dửng dưng đứng dậy, kia bảy tên trưởng lão ta rất thoải mái. Ngươi nếu là có ý kiến có thể nhà vô, nhưng là ta chắc chắn sẽ không đổi. Con đường trang bức anh độc lĩnh phong tao. Cao Hồng cơ khí mặt đều nhanh từ màu đỏ biến thành màu trắng. Ngươi do ai sai tới? Nói ra phía sau ngươi thế lực đi. Đoan Mộc thế gia, ta biết bên kia cũng không có người như vậy. Hắn liếc mắt một cái thấy ngay anh chỉ có phần phồn cảnh tứ trùng, thực lực này không có khả năng làm được loại chuyện đó. Không có a, cùng các ngươi đối nghịch chỉ là hứng thú cá nhân của ta. Anh đen nhánh cười một tiếng, ta chỉ có phân hồn cảnh tứ trùng, ngươi cũng dám ra tay sao? Anh càng nói như vậy, Cao Cơ Hồng ngược lại càng thận trọng. Sự tình ra khác thường tất có cạm bẫy. Hắn hướng ngự kiếm đường đường chủ Triệu Sơ Dương, đưa mắt liếc ra ý qua một cái, thử một chút thực lực của hắn. Hắn rất hoài nghi anh thực lực không chỉ phân hồn cảnh tứ trùng, mình lại không dám thăm dò, vạn nhất thử một lần liền ăn thiệt thòi thì sao?
Triệu Sơ Dương làm Ngự Kiếm Đường đường chủ, thực lực gần với hắn người trưởng môn này, đạt đến phân hồn bát trọng. Nếu như hắn cấp tốc lạc bại, vậy đã nói rõ Giang Thành thực tế là linh đài cảnh. Như vậy hôm nay liền muốn nhịn xuống khẩu khí này, trước là dự định chạy trốn. Triệu Sơ Dương u oán nhìn hắn một cái, hận không thể đem hắn tổ tông 18 đời đều mắng một lần. Cao Hồng có thể nghĩ đến hắn cũng có thể nghĩ đến, lúc này ai dám thử a? Nhưng trưởng môn chi lệnh lại không thể không tuân theo, trừ phi hắn muốn làm phản, cuối cùng chỉ có thể kiên trì. Một bước một chuyển đi tới giữa sân, tại cái khác trưởng lão một mảnh ánh mắt đồng tình bên trong, rút kiếm ra ngươi dám cạnh phạm ta. Các Nguyệt Tông liền muốn nghĩ đến đại giới, hắn nói chuyện đều có chút không ăn khớp, ngươi đây là tại khiêu khích ta. Nhưng cái này vô cùng đơn giản một câu, lại dọa đến Triệu Sơ Dương mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn sợ kích thích sát tâm của anh, đúng là sửa lại lời nói. Không có không có, ta chỉ là muốn cùng Giang Thành trưởng môn lĩnh giáo hai chiêu. Tốt nhất là tới điểm đến là dừng. Ta lại không cao hứng a. Điểm đến là dừng vậy mình sẽ không chớt sao? Đừng a, điểm đến là dừng rất không ý tứ. Ngươi có phải hay không quên, hai chúng ta là sinh tử cừu địch. Nói xong anh không nhịn được gửi ra linh kiếm giết đi lên. Xem xét món kia, Cao Hồng sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Đây không phải là Diêu Thu Lâm trưởng lão linh kiện sao? Thế mà cũng rơi vào trong tay hắn. Khó trách hôm qua, hắn cùng hai gã khác trưởng lão mệnh bài cũng vỡ vụn. Tiểu tử này là cái sát tâm a. Xem ra phải làm cho tốt đào tẩu dự định. Đợi chút nữa cảm thấy không ổn chuẩn bị chuồn phải nhanh lên một chút, miễn cho bị đuổi kịp. Hắn còn đang nghĩ đến diễn biến sau đó. Giữa sân huyết quang lóe lên, một thân ảnh ngã xuống. Cái gì, Triệu trưởng lão nhanh như vậy liền bị rớt? Cao Hồng kém chút đều quay người chuẩn bị chạy. Về phần hắn bên người những trưởng lão kia, có hai cái thế mà cũng giống như con thỏ đồng dạng, thoát ra vài trăm mét. Nhưng ngay sau đó, đám người lại phát hiện giống như không phải có chuyện như vậy. Triệu Sơ Dương còn đứng lấy, đổ xuống người kia là anh. Trái tim của anh đều bị đâm xuyên, hiển nhiên là chết không thể nhắm mắt. Giết chết anh, Triệu Sơ Dương lúc này đều có chút mơ hồ, tựa hồ thật không dám tin tưởng đây là mình làm. Không có cách nào, anh dù sao so Triệu Sơ Dương thấp hơn 4 cái tiểu cảnh giới. Huống chi vừa mới anh một lòng muốn chết, căn bản là không có nghiêm túc đánh, cho nên chết còn rất nhanh. Chết đi đây là tình huống như thế nào cảm xúc? Tiểu tử này thật chỉ có phân hồn tứ trọng, không phải cái gì ẩn giấu đi cảnh giới linh đài cảnh cao thủ sao? Vậy mình vừa mới sợ hãi cái lông a. Lúc này anh duy trì hồn phách trạng thái, chờ lấy hệ thống phát thưởng. Đinh, túc chủ bị rớt. Hệ thống phân tích địch nhân thực lực, vì túc chủ an bài phục sinh phương án. Túc chủ thu hoạch được triệu hoán phục một chương, có thể triệu hoán ngẫu nhiên cường lực giúp đỡ, vì chính mình hiệu lực một lần. Cường lực giúp đỡ anh không phải rất hài lòng, vì cái gì không phải đem mình tăng lên tới linh đài cảnh, hoặc là càng mạnh. Anh muốn tự mình xuất thủ đại sát tứ phương a. Đinh, túc chủ phục sinh. Cao Hồng bọn người vừa mới nghĩ rời đi, liền phát hiện anh lại đứng lên. Làm sao có thể? Triệu Sở Dương một mặt khó có thể tin la hoảng lên. Ta rõ ràng giết chết hắn không sai. Cao Hồng giơ tay lên một cái, cười lạnh một tiếng, liền ngươi điểm này đạo hạnh, hù không được người. Lần này để lão phu tự mình xuất thủ. Trước đó cho là anh là cái ẩn tàng cao thủ, dọa đến không dám động đậy. Lần này hắn muốn đích thân chém rớt cứu danh dự. Anh làm sao cho hắn cơ hội này? Quả quyết bóp nát triệu hoán phục. Trong nháy mắt, một con manh manh tam nhãn mèo xuất hiện tại trước mắt anh. Toàn thân bất quá dài một thước. Nếu như không phải có tam nhãn, chỉ sợ sẽ bị người xem như một con mèo trắng bình thường. Hiện ra hàm quang lông trắng, nhìn ngược lại là rất khó giải quyết. Tứ chi thịt hồ hồ, để cho người ta có một loại tưởng niệm dục vọng. Răng nanh rét lạnh, nhưng miệng quá nhỏ, cho người cảm giác chỉ là đáng yêu. Vô luận phương diện nào đều không thể cùng uy mãnh móc nối a. Liền biết anh rất thất vọng. Lần này triệu hoán tương đương không có bài diện. Trên thực tế đây chính là thiên yêu tiếng tăm lừng lẫy, 12 yêu vương một trong tam nhãn hổ yêu. Bởi vì vượt không gian triệu hoán, tam nhãn hổ hình thể đã bị ngự giới quy tắc áp chế, rút nhỏ gấp mấy vạn, mà thực lực cũng bị suy yếu mấy lần. Hiện thân về sau, tam nhãn hổ đáp xuống đất, rõ ràng hình thể cực nhỏ, lại đem bên người hai tên không kịp thối lui trưởng lão ép thành thịt nát, hừ đều không có hừ một tiếng. Nó thuận miệng thở ra, đều để đối diện Cao Hồng bọn người lung la lung lay, chỉ cảm thấy đầu não ông ông hoang tưởng, trái tim sắp bị đập vỡ. Meo meo meo, đây là nơi nào? Tam nhãn hổ còn chưa hiểu tình trạng đâu. Mình không phải ngay lúc chuẩn bị tạo tiểu hổ sao? Làm sao đột nhiên liền đến cái địa phương quỷ quái này? Trước mặt bầy kiến cỏ này là ai ai làm? Nó phát ra gầm thét, tiểu xảo thân thể, phát ra thanh âm đủ để truyền khắp trăm ngàn dặm, cho người ta một loại cực kỳ mãnh liệt đột ngột cảm giác.
nương theo lấy tiếng giống, không khí bốn phía, một trận vặn vẹo vô hình tiếng gầm, như cơn lốc bài sơn đảo hải. Đối diện các Nguyệt Tông trưởng lão đổ xuống, trọn vẹn 16 tên, mỗi cái đều là thất khiếu chảy máu liền bỏ mạng. Kẻ sống sót kia cũng là vừa mới trốn đủ xa, là ta triệu hoán ngươi qua đây. Anh ở phía sau mặt mày hớn hở, bề ngoài không được, nhưng thực lực mạnh a. Xem ra hệ thống quả nhiên đáng tin cậy. Tam Nhãn Hổ nói là ngươi triệu hoán đến, bởi vì hệ thống thần kỳ quy tắc công kích đối anh vô hiệu. Nguyên lai là ngươi làm hỏng chuyện tốt của đại gia. Tam Nhãn Hổ mãnh nhưng quay đầu, mở ra bồn máu miệng nhỏ. Cao Hồng nơi xa đang hoảng sợ liền mừng rỡ. Tam Nhãn Hổ cường đại để hắn trong nháy mắt lâm vào tuyệt vọng. Nguyên bản còn tưởng rằng cái này kinh khủng hổ yêu là trợ thủ của anh, hiện tại xem xét không phải a. Giết hắn, ăn hắn. Hắn hận không thể la lên, diệt cho ta tất cả địch nhân. Anh trực tiếp hạ lệnh, căn bản không có quản Tam Nhãn Hổ lửa giận. Tam Nhãn Hổ miệng tựa như là đột nhiên bị đóng băng đồng dạng, vừa có thể một cái không hiểu thấu nhiệm vụ truyền vào trong đầu của nó, diệt đi các Nguyệt Tông sở hữu người. Nhiệm vụ này tựa như là thiên địa quy tắc đồng dạng, nếu như nó chống lại, rất có thể sẽ bị quy tắc xóa bỏ, mà lại nó nhất định phải lập tức thi hành. Mặc dù nó nguyên bản rất không tình nguyện, nhưng vẫn là bay trên không trung, hướng về Cao Hồng phương hướng tấn công mà đi. Nhìn thấy nó thật đi công kích các Nguyệt Tông, anh nhẹ nhàng thở ra. Hệ thống nói, cái kia cường lực giúp đỡ sẽ vì mình hiệu lực một lần, vậy liền khẳng định sẽ hiệu lực một lần. Vô luận chính nó có nguyện ý hay không, vô luận nó có khó khăn gì, đều sẽ chấp hành xuống dưới đạo lý. Là như thế đạo lý, nhưng nói thật chỉ là phân hồn cảnh tứ trùng. Đối mặt yêu vương ngập trời khí diễm, áp lực vẫn là có. Dù sao cái này hổ yêu cũng không phải là hắn không rõ, chỉ là lâm thời triệu hoán. Kéo dài nghìn dặm cự hổ hư ảnh, không trung che khuất bầu trời, sắc trời trong nháy mắt tối sầm lại. Giờ khắc này bên ngoài các Nguyệt Tông mặt những cái kia tân trang hiển hiện, hoài nghi tận thế hàng lâm, nhao nhao thét chói tai âm than chạy trốn. Mà tại kia hư ảnh chính giữa, mịt mờ cầu nhỏ hồ tìm thanh thanh bụi một mùa, Cao Hồng thân thể quỷ dị đứt gãy thành hai mảnh. Tới đồng thời còn có phía sau hắn đại điện, cùng kéo dài trăm dặm kiến trúc, tất cả đều bị cắt làm đôi. Các Nguyệt Tông trong nháy mắt liền thành nhân gian luyện ngục, còn sót lại các trưởng lão bỏ mạng tứ tán chạy trốn. Nhưng ngay sau đó, bọn hắn tựa như là bị một cái vô hình cự vương bao phủ đồng dạng, ổn định ở giữa không trung yêu vương lĩnh vực, giam cầm phân hồn ảnh cùng tụ nguyên cảnh. Quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Bầu trời hạ xuống một trận huyết vũ, vô số hào quang màu bạch kim từ trên trời giáng xuống. Đây chẳng qua là Tam Nhãn Hổ tiện tay một kích mà thôi. Nhưng một kích này về sau, cho dù là náu ở dưới mặt đất tập vui tông môn nhân, cũng tại chỗ bị định chết tại nguyên chỗ. Khả năng phân hồn đều ở trong mắt của nó, thật chỉ là vi sinh vật trong mắt nhân loại mà thôi. Một trận yêu phong thổi qua, nguyên bản huyên náo không ngớt các Nguyệt Tông một mảng yên tĩnh. Ngoại trừ Tam Nhãn Hổ cùng anh, không còn có một cái sinh mạng còn sống. Trong đầu nhiệm vụ biến mất, Tam Nhãn Hổ rốt cục không cảm giác được kia như bóng với hình thiên đạo xóa bỏ nguy cơ. Hiện tại đến phiên ngươi. Nó nổi giận gầm lên một tiếng hướng thẳng tới anh.